Hôm nay, thị trường vàng chứng kiến việc vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh khi ngân hàng nhà nước tăng giá bán cho 5 đơn vị. Vào lúc 11 giờ 40 phút sáng nay, các doanh nghiệp và ngân hàng quốc doanh điều chỉnh tăng giá vàng miếng lên mốc 81 triệu đồng một lượng, mức cao nhất trong vòng gần 3 tháng qua, tăng 1 triệu đồng một lượng so với đầu giờ sáng. Giá mua vào và bán ra vẫn được duy trì ở mức chênh 2 triệu đồng một lượng. Đây là mức giá bán vàng miếng SJC cao nhất kể từ khi ngân hàng nhà nước bán trực tiếp vàng miếng SJC cho 5 đơn vị. Cũng là lần đầu tiên, giá vàng miếng SJC chợ đen thấp hơn giá các đơn vị được phép kinh doanh bán 100.000 đồng một lượng.